Xin kính chào quý vị, lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý cô chú, anh chị em và các bạn à, Ngày hôm nay thì trong cái video này Thùy Dương sẽ chia sẻ về à, những cái sự thật lịch sử tiếp theo Dạ. Thì ở trong Việt Nam đó, à, những người trẻ giống như Thùy Dương hoặc là các em Thì thường thường hay học là cách mạng, à, cách mạng mùa thu năm 1945 có, có nghĩa là cái giai đoạn đó là giai đoạn mà Hồ Chí Minh à, giành lấy chính quyền về tay nhân dân, phải không? Rồi ngày hai à, tháng 9 năm 1945 thì Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Đó. Có nghĩa là thời đợi, thời điểm đó đó là tuyên bố là Việt Nam độc lập, chuyện gì nó đã xảy ra. Nhưng mà cái chuyện gì đó, nó 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 đã xảy ra trước và sau cái giai đoạn đó thì gần như là tuổi trẻ tại Việt Nam á chúng ta đã bị học nó không có đúng hoặc là chúng ta học thiếu À, và ngày hôm nay thì trong cái video này đó Thì Dương sẽ cho quý vị, cho các bạn biết thêm một số thông tin Có một cái chính phủ gọi là chính phủ Trần Trọng Kim Và những cái mốc thời gian à, Để các bạn có thể hiểu rằng là Cái ngày 9 tháng 3 đó, năm 1945 Thì Nhật nó đã đảo chính Pháp rồi Pháp đã thua rồi Tại, tại Việt Nam Thì Nhật mới trao trả cái nền độc lập lại cho Vua Bảo Đại Đó và từ cái thời điểm đó đó thì ngày 11 tháng 3 đó năm 1945. Ngày 11 tháng 3 năm 1945. Thì vua Bảo Đại mới đọc cái tuyên ngôn độc lập. Nếu như mà không có Việt Minh, nếu như mà không có Hồ Chí Minh thì Việt Nam đã thực sự độc lập từ cái thời điểm đó đến bây giờ. Và không có cái chuyện mà Việt Nam bị chia đôi như những gì mà Cộng sản đã viết. Rồi bây giờ thì Dương mời quý vị. Nội các Trần Trọng Kim năm thành tựu trong 4 tháng. Tại sao trong 4 tháng là từ thời điểm nào? Thì Dương nói rồi. Từ ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì Pháp đã bị Nhật đạo chính. Thì ngày 10 tháng 3 Việt Nam đã hoàn toàn độc lập thoát khỏi Pháp. Thoát khỏi sự đô hộ của Pháp. Đúng không? Đó, thì ngày 11 tháng 3 đó thì vua Bảo Đại mới đọc tuyên ngôn độc lập. Thì đọc tới khúc này là du luận viên vô nó sẽ nói cái gì quý vị? Nó nói là thì Dương nó xạo. Chỉ trong 4 tháng làm việc với chủ quyền và độc lập rất hạn chế, chính phủ Trần Trọng Kim đã tạo biểu tượng đặt nền tảng về pháp lý và giáo dục cho Việt Nam nhiều năm sau. Tại vì lúc này đó quý vị là Việt Nam vừa thoát khỏi cái sự đô hộ của Pháp. Cho nên tất cả mọi sự việc đó mình phải bắt đầu lại bằng con số 0. Nội các Đế quốc Việt Nam của học giả Trần Trọng Kim. Đó, giai đoạn năm 1883 đến năm 1953, tồn tại từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945. Gồm toàn các trí thức, một giáo sư, hai kỹ sư và bốn bác sĩ, bốn luật sư. Đó là nội các của Trần Trọng Kim. Còn những cái cái người mà trong cái chính phủ mà do hồ chí minh đó quý vị toàn là những người học chưa tới cấp 1 cho nên bao nhiêu đó thôi chúng ta đã thấy được cái mức độ cái sự khác nhau và cái sự mà anh chị cái sự chết chóc nó đã xảy ra khi mà hồ chí minh cùng với những cái 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 người mà gọi là đàn em của mình đó, khi mà nắm quyền điều hành đó, thì nó đã, đã gây ra biết bao nhiêu cái cái chết chóc cái tàn thương cho người dân đó là ông trần trọng kim hoàng xuân hãn hồ tá khanh Trịnh Đình Thảo, Vũ Trọng Khánh, Vũ Ngọc Anh, Trần Văn Chương, Trần Đình Nam, Vũ Văn Hiền, Phan Anh và Nguyễn Hữu Thi. Nhân chuyện một cuốn sách của Trần Trọng Kim vừa bị thu hồi ở Việt Nam. Các bạn tìm hiểu ít nhất 5 việc lớn của chính phủ của ông đã làm được năm 1945. Thì đó có một cuốn sách của Trần Trọng Kim là bị thu hồi, thì không biết là lý do tại sao. Họ lại sợ sự thật nữa đó quý vị thì hãy cái gì mà họ sợ là họ thu hồi thôi họ không cho phát hành họ không cho phổ biến thì ở việt nam đâu có biết đâu được nhật bản trao trả độc lập vua bảo đại và chính phủ đã nhanh chóng tuyên bố quốc hiệu là việt nam riêng phái cộng sản chưa dùng tên này cho ba đảng đầu tiên của họ mà từ năm 1930 đã hợp nhất thành đảng Cộng sản Đông Dương. Quốc hiệu Việt Nam do chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố với thế giới sau đã thành tên nước cho cả hai chế độ ở Nam và Bắc đến năm 1975 và ngày nay. Đế quốc Việt Nam năm Bảo Đại 20 chọn cờ vàng ba sọc đỏ với một sọc Đức Quảng theo quẻ ly của kinh dịch làm quốc kỳ. Nhà nho học Trần Trọng Kim dẫn sử để nói đó là màu cờ vàng của Triệu Thị Trinh khi khởi nghĩa chống quân ngột dùng tiếng Việt làm quốc ngữ và Việt hóa giáo dục. Dù có một số nỗ lực dùng tiếng Nhật thời Nhật Bản chiếm Đông Dương, tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ hành chính bên cạnh tiếng Việt và một số văn bản Hán ngữ đến năm 1945. Thì giáo sư Hoàng Xuân Hãng, Bộ trưởng Giáo dục đóng vai trò chính trong việc ra quyết định dùng tiếng Việt hệ quốc ngữ thay tiếng Pháp. Ông soạn ra các sách giáo khoa, gồm sách toán kỹ thuật lần đầu bằng tiếng Việt và đưa bộ quốc văn giáo khoa thư vào áp dụng ngay trong niên học năm 1945-1946 năm tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đây là cơ sở cho chương trình trung học trên toàn Việt Nam ở cả hai miền dưới hai chế độ đối nghịch. Các sách giáo khoa chịu ảnh hưởng của giai đoạn Hoàng Xuân Hãn vừa giảng dạy vừa nghiên cứu từ năm 1936 đến năm 1947. Đó là thời gian ông xuất bản tiểu sử Lý Thường Kiệt và La Sơn Phu Tử, soạn từ vựng danh từ khoa học toán lý hóa cho người Việt Nam. Đòi lại miền Nam để thống nhất lãnh thổ. Theo sử gia Lê Mạnh Hùng, ngày 16 tháng 6, vua Bảo Đại ra tuyên bố thống nhất tương lai ba kỳ về một chính phủ Trần Trọng Kim cũng ngay lập tức đàm phán với Nhật để đòi lại ba thành phố trực trị của người Pháp trước đó là Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Cuộc gặp của Trần Trọng Kim với Trung tướng Yusu Shuchihashi, tư lệnh quân đoàn 38 của Nhật tại Đông Dương trong tháng 7 đã đem lại kết quả quan trọng. Tân chính phủ Việt Nam được bổ nhiệm lãnh đạo ba đô thị lớn Trần Văn Lai làm thị trưởng Hà Nội, Vũ Trọng Khanh làm thị trưởng Hải Phòng và Nguyễn Khoa Phong làm thị trưởng Toran, Đà Nẵng. Ở Hà Nội, bác sĩ Trần Văn Lai cho đổi tên phố từ tên Pháp sang tên những vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Sang tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đồng ý trao trả Nam Kỳ cho chính phủ Trần Trọng Kim và ông Nguyễn Văn Sâm được bổ nhiệm làm khâm sai Nam Kỳ. Không có quân đội riêng, chính phủ Trần Trọng Kim chỉ dựa vào tình thế và quyết tâm của các trí thức để đàm phán với Nhật Bản. Thì ở cái khúc này đó thì quý vị nghe rõ rằng là cái chính phủ Trần Trọng Kim là chính phủ hoàn toàn mới. Tại vì mình mới thoát khỏi Pháp mà. Lúc này mình chưa có sự chuẩn bị gì hết đó. Mình không có biết là Nhật đã đã đảo chính Pháp. Cho nên khi mà Nhật trao trả độc lập lại cho vua Bảo Đại thì bây giờ mình mới bắt đầu, mới bắt đầu. Thì từ tháng 3 cho đến uh, uh, tháng uh, tháng 8 đó quý vị. Thì cái uh, từ tháng 3 thì quý vị cứ tính đi từ khoảng là 10 10 tháng 3 thì mình độc lập đó nhưng mà cho tới là ngày 10 17 tháng 8 thì có một cái cuộc diễn hành để mà ăn mừng chính phủ Trần Trọng Kim đó ăn mừng có chính phủ Trần Trọng Kim nhưng mà cái lúc này là cái tụi Việt Minh nó mới xen vô trong cái đoàn diễn hành và lúc này nó mới nó nó lận ở trong người của nó cái lá cờ đỏ tại lúc này là chính phủ Trần Trọng Kim không có quân đội có một cái chính quyền nhưng mà có một vài người thôi nó không có quân đội gì hết á lúc trước thì dương còn thắc mắc ủa sao mà cái việc cướp chính quyền nó diễn ra như một trò chơi trẻ con vậy thì bây giờ thì dương mới hiểu là cái chính quyền mang tiếng là chính quyền trần trọng kim nhưng mà nó chỉ có một vài nhân vật hồi nãy thì dương đọc đó một vài người một 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 là một người là giáo sư rồi bác sĩ là, luật sư đồ thôi rồi có những người như vậy trong bộ máy của chính quyền trần trọng kim thôi thì việt minh nó mới 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 đi vào cái dòng người diễn hành rồi nó có cầm theo súng đạn và nó có nổ lên trên trời nó làm cho người ta hoảng loạn thì lúc mà người ta hô là việt nam muôn năm gì đó thì nó len vô và nó la là việt minh muôn năm việt minh muôn năm rồi cái diễn đàn của người ta lúc đó thì nó lên nó cướp cái diễn đàn đó rồi lúc đó là từ đó là là, là nó nói rằng là gì cách mạng mùa thu đó ngày mùa thu đại thắng đó rồi ngày 2 tháng 9 là là hồ chí minh đọc tuyên ngôn độc lập nhưng mà sau đó tháng 11 một là Hồ Chí Minh tuyên bố giải thể cái đảng Cộng sản Cho nên cái lịch sử Việt Nam nó rất là dài Và cần mình phải có thời gian để mình đọc, để mình hiểu Nhưng mà ở Việt Nam thì quý vị Nó đâu có cho thời gian mà để người ta đọc hiểu đâu Nó làm cho con người ta ngay cả học sinh Cũng bận rộn với cái chuyện học Đầu tắt mặt tối học sáng trưa chiều tối luôn Không có thời gian Rồi ngay cả người công nhân cũng vậy Bận rộn, đâu có thời gian để mà tìm hiểu sử sách gì đâu Cho nên là cứ bị nó dẫn dắt từ năm này qua năm kia nhưng về mặt chính trị, tâm lý, dân tộc và hành chính nhận lại năm kỳ là thành tựu có tính biểu tượng quan trọng. Hành động này không chỉ xóa nỗi nhục bại trận cuộc chiến mất nước của Đại Nam bắt đầu từ Nam Kỳ mà còn duy trì giấc mơ thống nhất ba miền, các bậc tiền bối nuôi dưỡng. Tiếp theo đó là soạn hiến pháp nhấn mạnh tự do và độc lập. Dù không có thực quyền và không được các đại cường công nhận bởi là chính quyền có quan hệ mật thiết với đế quốc Nhật, Trần Trọng Kim đã lập ra hội đồng dự thảo hiến pháp. Hội đồng gồm có các trí thức văn nghệ sĩ nổi tiếng Phan Anh, Nguyễn Tường Long, Vũ Đình Hòa, Huỳnh Thúc Kháng, Đặng Thái Mai, Tôn Quang Việt, Hồ Tá Khanh, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Văn Thinh, Hồ Hữu Tường. Hiến pháp công nhận tự do lập nghiệp đoàn, các hội nghề nghiệp, tổng hội công chức ra đời để làm lực lượng chính trị ủng hộ cho tân chính phủ. Các hội đoàn thanh niên sau là cơ sở cho các phong trào vũ trang chống Pháp của cả phe Cộng sản và Cộng hòa. Trong Tuyên chiếu ngày 3 tháng 5 năm 1945, vua Bảo Đại đã viết: "Muốn cải tạo quốc gia, chính phủ cần hành động cho quy củ, nghĩa là phải có hiến pháp. Hiến pháp tương lai của Việt Nam sẽ căn cứ vào sự hợp nhất quốc gia. Sự quân dân cộng tác và những quyền tự do chính trị, tôn giáo, công nghiệp đoàn của nhân dân" Đặc biệt theo lời nhà vua, chính phủ ngày nay không phải phụng sự một cá nhân hay một đảng phái nào cả. Tuy nhiên, hoạt động lập pháp này đã không hoàn tất được vì các công việc cấp bách hơn như cứu đói cho miền Bắc. Theo sử gia Trần Gia Phụng, chính phủ Trần Trọng Kim tuy được Nhật hậu thuẫn, nhưng từ khi thành lập cho đến khi giải tán đã hoạt động độc lập và không lệ thuộc người Nhật. Rút lui và trao quyền cho thế hệ cách mạng các hạn chế của chính phủ Trần Trọng Kim đã được nói đến nhiều, gồm cả việc không có quốc hội, không có quân đội và không được các nước nào công nhận ngoài đế quốc Nhật Bản. Nội các này đã tan rã trong làn sóng cách mạng nổi lên và mục tiêu giành giật vùng ảnh hưởng của các đại cường. Ý thức được những vấn đề đó, các trí thức trong chính phủ này đã chọn con đường trao lại quyền lực không đổ máu cho một chính quyền do Việt Minh lãnh đạo. Ở quý vị thấy cái khúc này là chúng ta thấy chúng ta sợ hãi rồi. Được biết, vua Bảo Đại đã không cho binh lính mai phục bắn vào nhóm thanh niên theo Việt Minh. Trèo lên kỳ đài ở Huế, hạ cờ vàng và kéo cờ đỏ sau vàng lên cột ngày 21 tháng 8. Thì lý do gì tại sao thì, thì thì Dương không biết nhưng mà thì Dương nghĩ rằng là do là vua Bảo Đại không muốn đổ máu của người dân Việt Nam. Tại Hà Nội, tuần hành của Tổng hội Công chức ngày 19 tháng 8 bị cướp cờ, biến thành biểu tình ủng hộ của cách mạng do những người Cộng sản lãnh đạo. Dù vậy, khâm sai đại thần Phan Kế Toại đã không cho bảo an binh bắn vào đoàn biểu tình và cũng không yêu cầu quân Nhật can thiệp. Thì cái khúc này thì Dương thấy nó sai sai sao ha, nhưng mà đó là lịch sử thì thì mình đọc thôi. Thì cái quyết định của họ đã dẫn tới những cái hệ quả sau này là chính phủ chuyên viên đầu tiên của Việt Nam thời hiện đại. Nội các Trần Trọng Kim đã rút lui trong hòa bình để trao quyền lại cho thế hệ các chính khách và nhà làm cách mạng chuyên nghiệp. Theo chính lời ông Trần Trọng Kim kể lại, quốc gia Việt Nam đã nhanh chóng rơi vào giai đoạn tàn sát lẫn nhau giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc dân đảng trong các năm 1945, năm 1946. Về thể chế, đế quốc Việt Nam rút lui đã khép lại thời kỳ quân chủ để chuyển sang Cộng hòa với các tiến bộ và hệ lụy như đã biết về sau. Thì Thủy Dương có là một cái video để nói về việc mà Hồ Chí Minh đưa Pháp trở lại lần hai đó trong cái tạm ước, trong một cái tạm ước là Hồ Chí Minh ký vào ngày 11 tháng 9 hay là ngày 9 tháng 11 gì đó, ở năm 1946. Thì trong cái tạm ước đó đó, thì Dương nhớ là là 9 tháng 11, năm 1946 để mà đưa pháp trở lại đưa pháp trở lại uh, Việt Nam thì chỉ sau vài tháng đó là có một cái cuộc chiến đẫm máu xảy ra giữa người uh, Việt Pháp với người Việt và lúc này Hồ Chí Minh cùng những cái băng nhóm của mình thì trốn vào trong rừng trốn vào trong núi để cho um, tự vệ quân hay sao đó, là họ phải chiến một mình nó thì Thùy Dương có làm hết Thùy Dương cố làm xử để cho quý vị thì các bạn hãy nghe cái nội dung mà Hồ Chí Minh đưa pháp trở lại lần hai và người dân phải rơi vào một cái cuộc chiến đẫm máu. đó Thì để các bạn biết rằng là chính Hồ Chí Minh là người cổng rắn cắn gà nhà chứ không phải là vua Bảo Đại hay là không phải là cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì những cái điều sự thật này á, thì uh, cộng sản Việt Nam nó đã không cho những người trong nước biết cái điều này. Cho nên là sử ở Việt Nam á bây giờ nói thật là nếu như nó mà không viết lại đó quý vị thì gần như là cái môn sử là một cái môn vô nghĩa mà trong khi đó lịch sử mỗi quốc gia nó có một cái tầm rất là quan trọng nó như là cái cái rễ cái gốc của mọi vấn đề vậy đó nhưng mà ngày hôm nay là cái rễ cái gốc đã bị hư rồi nó bị sai rồi cái kiểu giống như là cây ổi mà cái rễ cái gốc của nó là cái gốc bình bát nó trước quốc nó không đúng gì hết đó. cho nên là thông tin mà quý vị thấy cái việc mà cướp chính quyền trần trọng kim đó là rất là dễ hiểu bây giờ thì thùy dương hiểu rồi chứ còn ngày trước thùy dương đọc sử thùy dương không hiểu gì hết trơn rất là khó hiểu mọi thứ nó đều rất là mập mờ những cái chi tiết nó 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 rất là khó để mà mình có thể sâu chuỗi lại để mình hiểu một vấn mọi vấn đề thì cho đến thời điểm này thì dương cũng hiểu khá khá rồi vào những cái giai đoạn 1945 rồi quý vị rồi còn cái vụ nạn đói nữa quý vị thấy là cái giai đoạn hình như sử việt nam nó có nhiều cái chuyện nó rất là lạ lùng quý vị ví dụ như là ở tại miền Nam vào những giai đoạn mà trước tháng 4 năm 1975 khi mà Pháp nó khi mà Mỹ mà nó nó ký vào cái hiệp định Paris nó ngừng bắn đó rồi thì bắt đầu là đi mượn tiền thì gặp những cái trở ngại rồi tới năm 1900 rồi quay ngược trở lại năm 1945 cũng vậy lúc mà chính phủ Trần Trọng Kim mới bắt đầu lên thì bắt đầu là sẽ phải phải giải quyết cái nạn đói năm 1945 nữa trên cái sự Việt Nam nó có cái gì đó nó rất là khó hiểu mà bản thân thì Dương cũng không có thể trả lời được khi mà cái sự việc nó xảy ra thường thường nó xảy ra hai ba thứ nó xảy ra ra cùng lúc để cho người Người ta phải gặp những cái khó khăn cho nên là anh chị thấy năm 1945 mình bị Việt Minh nó cướp chính quyền đúng không rồi tới năm ngày 30 tháng 4 1975 thì bị Cộng sản nó cướp chính quyền một lần nữa cho nên lịch sử Việt Nam nó rất là cần những người phải nghiên cứu và tìm hiểu nó để mà có thể chia sẻ một cách dễ hiểu nhất cho cái giới trẻ bây giờ chứ còn ngoài ra thì như Thùy Dương mỗi ngày Thùy Dương tìm hiểu một chút Thùy Dương nói một chút tìm hiểu một chút nói một chút Thùy Dương không phải là sử gia nhưng mà với cái sự hiểu biết của mình thì Dương hy vọng rằng là Thùy Dương sẽ gỡ rối nó từ từ Chứ Thùy Dương không phải là một cái người chuyên Người chuyên thì chúng ta có những người Ví dụ như là Thùy Dương có nghe tới tên Trần Gia Phụng rồi ai đó ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có có một một số nhân vật mà thùy dương thì bây giờ thùy dương ra nước ngoài mới có mấy năm thôi phải vừa học vừa làm và tìm hiểu sử cho nên cái sử của thùy dương là lấy chỗ này một khúc lấy chỗ kia một khúc lấy chỗ nọ khúc để mà lắp ráp vô và bản thân thùy dương phải tìm để thùy dương hiểu trước cái đã thì thùy dương mới có thể diễn đạt nó được mà cái sử thì bây giờ anh chỉ biết rằng là sách vở sự thật thì nó rất là hiếm mà tìm ở chỗ này một chút tìm chỗ kiên chút để mà lắp ráp lại làm sao để cho nó khít với nhau thì cái điều đó là một cái điều không tưởng với thùy dương luôn cho nên thùy dương cố gắng bằng mọi cách để chia sẻ nó nó có vẻ gián đoạn nó đứt quãng nhưng mà hy vọng rằng là từng giai đoạn thì thùy dương có thể nói để cho nó có thể hiểu ý được cái vấn đề sử mà nói không có rõ rất là khó hiểu có nhiều cái câu mà người ta đặt ra khó hiểu Và Thùy Dương biết rằng là có nhiều bạn cũng rất là giỏi sử Thì chúng ta bổ sung cho nhau Chỗ nào Thùy Dương yếu thì các bạn bổ sung Chỗ nào các bạn có những cái bạn khác không hiểu Thì Thùy Dương sẽ cố gắng Thùy Dương chia sẻ cho nó dễ hiểu Rồi cái video Thùy Dương dừng lại ở đây Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để mà lắng nghe phần chia sẻ của Thùy Dương Hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh Thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương Xin chào và hẹn gặp lại quý vị